Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi chiều tại Cali. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi. Thì hy vọng các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Và chúng ta bây giờ đã chuẩn bị bước qua tuần mới rồi các bạn. Và trong video này đó thì cũng như là mỗi Chủ nhật. Trước hết đó chúng ta hãy xem coi là tình hình thị trường bây giờ như thế nào. Những cái tin tức, những sự kiện nào nổi bật trong tuần tới này chúng ta cần phải quan tâm đến cũng giống như là chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá cacao demo mỗi chủ nhật các bạn hãy xem coi là cacao demo và thuộc với các bạn đã cùng nhau tạo trên coi đó thì đã đến đâu rồi và chúng ta cũng sẽ nói với một cái đề tài đó chính là ngày hôm qua đó đã có cái cuộc họp hàng năm của Berkshire Hathaway là công ty của Warren Buffett và cũng có vài điều thú vị thì muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà nào mà quan tâm đó thường sẽ chia sẻ trong cái video này và chúng ta bây giờ đã hãy bắt đầu đi các bạn đã nhìn thấy được là cuối tuần này đó thị trường cũng rất là tốt chúng ta tiếp tục nhìn thấy được là giá của btc tiếp tục hồi phục bây giờ ở mức là 64.237. Chúng ta cũng đã biết là tuần vừa rồi và tuần trước đó đó là hai cái tuần cũng khá là tơi tả các bạn. Chúng ta đã có một cái sự giảm giá rất là nhanh. À, từ cái mức là 64.000 đô mà chúng ta đã thấy được là giá đã đi thẳng trở xuống tới cái mức chỉ còn có 56.500 đô mà thôi. Và phần lớn đó chính là cái sự lo ngại vì bạn đã nhớ là Chủ tịch John Powell sẽ nói gì sau khi mà chúng ta có cái tin tức không được tốt liên quan tới lạm phát. Nhưng mà ngay sau đó chúng ta cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Cái giọng điệu đó cũng đã tốt hơn là mọi người mong đợi cho nên thị trường nó hồi phục trở lại các bạn và chúng ta cũng đã nhận được một cái tin tức rất là xấu vào ngày thứ sáu của Hoa Kỳ đó chính là cái phần trăm thất nghiệp đã tăng lên các bạn tăng lên tới 3.9% nhưng mà chúng ta đang ở trong thời kỳ cực kỳ đặc biệt là tin tức xấu là tin tức tốt các bạn tại vì thất nghiệp không tốt sẽ dẫn đến là Fed sẽ nghĩ đến việc giảm lãi suất ít ra đó chính là cái sự kỳ vọng của thị trường và chúng ta nhìn thấy được là giá đã tiếp tục có sự hồi phục trở về cái mức là 64.000 đô nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn hồi phục trở về cái mức giá vào cuối tháng tư các bạn giống như là chưa hề có chuyện gì xảy ra đó chính là cái thị trường mà chúng ta đang đậu hiện bây giờ các bạn mọi thứ nó rất là nhạy cảm nhưng mà các bạn nhìn thấy được là chúng ta đang nhìn vào ngắn hạn thun vẫn luôn mong các bạn đó khi mà chúng ta nhìn vào thị trường các bạn có một cái nhìn xa hơn zoom ra các bạn mới thật sự thấy được là thị trường như thế nào cái sự giảm giá cái sự điều chỉnh mà mọi người lo lắng đó khi các bạn zoom ra thì các bạn mới thật sự hiểu rõ hơn là cái sự điều chỉnh này đó, nó cũng không khác biệt nhiều so với những cái đợt điều chỉnh trước đó các bạn. Và nói đúng hơn đó khi mà chúng ta nhìn vào cái phần dâm điều chỉnh từ cái định chúng ta có đó chính là vào giữa tháng 3 tới bây giờ lúc đó là giá của BTC lên khoảng chừng là 73.800 đô rồi các bạn. Lúc đó cho đến cái thời điểm bây giờ đó thì giá BTC đã giảm 13%. Tới cái mức thấp gần đây đó thì giá BTC giảm khoảng chừng là 23.5%. Thì cái phần trăm giảm này đó so với là những cái đợt điều chỉnh trong năm nay ra sao các bạn hồi tháng một đó chúng ta đã có cái đợt điều chỉnh khi mà có Bitcoin Spot ETF là khoảng tổng cộng là 21 22%. Cái đợt điều chỉnh gần đây từ cái đỉnh tới mức thấp đó là khoảng 23.4% thì cũng coi như là tương tự các bạn. Và trên thực tế đó giá thì đã tăng khá là nhiều từ đầu năm tới bây giờ rồi các bạn. Và điều chỉnh đó, thì chúng ta cũng không có đợt điều chỉnh nào gọi là sâu hết ngoài trừ hai đợt mà chúng ta vừa mới nói đến cho nên thị trường nguội lại đã cũng là điều cần thiết và những chỉ số bây giờ cũng đã nguội lại rồi các bạn. Thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa để các bạn thấy được chỉ số bây giờ như thế nào liên quan đến phần trăm bịt không có lời cũng giống như là funding rate nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cả thị trường đó thì vốn hóa trong vòng 24 giờ qua thì đã tăng trở lại là một phần trăm các bạn gần 2,5 nghìn tỷ và nếu như chúng ta nhìn vào trong vòng 24 giờ qua đó thì chúng ta cũng có rất nhiều đồng đã xanh trở lại các bạn có rất nhiều đồng như chúng ta nhìn thấy được là Near cũng đã hồi lại là 10.3 phần trăm mà Adam gần như 8 phần trăm 3% chúng ta có một 13 13.1% Nói chung thì cũng đã có nhiều đồng đã hồi phục lại rồi cùng với lại BTC Nhưng mà chúng ta tính trong giờ một tuần qua đó thì một tuần qua vẫn là một tuần khó khăn Nhưng mà cho dù là như vậy trở về tới cái mức ngày hôm nay đó thì chúng ta vẫn nhìn thấy được là hầu như thị trường là 50-50 các bạn vẫn có nhiều altcoin tăng trưởng một tuần qua nhưng mà một tháng qua đó thì nhiều màu đỏ hơn tại vì cách đây khoảng chừng một tháng đó, đó chính là cái lúc mà thị trường rất là sôi động và rất là nhiều những cái coin đã liên tục tăng trưởng mạnh thì chúng ta đã có một sự điều chỉnh cho altcoin thì đâu đó các bạn nhìn thấy trên màn hình là những đồng lớn đó thì khoảng chừng là từ 20 cho đến 30% trong vòng một tháng qua trong khi mà BTC đó thì điều chỉnh khoảng chừng là 6% trong nhiều tháng qua. Đó là tình hình chung của thị trường nhưng mà chúng ta cũng đã bắt đầu kết thúc ngày thứ sáu có một chút xíu hy vọng các bạn. Chúng ta cũng đang thấy là thị trường nó sau khi mà nghe Fed phát biểu thì ngày thứ năm và ngày thứ sáu tuần vừa rồi cũng đã bắt đầu hồi phục trở lại và đặc biệt ngày thứ sáu đó thì chúng ta đã kết thúc một cái chuỗi dài tổng cộng là 7 ngày trading liên tục chúng ta có dòng tiền âm cho Bitcoin Spot ETF nhưng mà ngày thứ sáu đó chúng ta đã có một cái sự hy vọng cho lại là những quỹ này đã, đã, bắt đầu tích lũy rồi các bạn và chúng ta đã có một ngày có dòng tiền dương không hề nhỏ là 378 triệu và thậm chí các bạn đã nhớ là ngay cả một trong những cái quỹ mà chúng ta nghĩ là sẽ không bao giờ thấy được có cái dòng tiền dương cũng đã có dòng tiền dương các bạn đó chính là Grayscale, Grayscale đó cuối cùng cũng đã ngưng bán vào ngày thứ sáu và còn tích lũy trở lại Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tuần này. Hy vọng đây không phải là một ngoại lệ mà chúng ta thật sự đã thấy là đến cuối cùng người mà cần bán đã bán với Grayscale rồi và bây giờ đó họ đã trở thành một cái quỹ bình thường. Có người mua, có người bán như những quỹ còn lại chúng ta sẽ biết sớm mà thôi. Và nói chung đó, cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta bắt đầu một tuần mới này rất nhiều hy vọng. Nhưng mà những cái hy vọng đó, đó các bạn không nên cẩn thận một chút. Tại vì chúng ta lại có rất là nhiều những cái diễn giả của Fed phát biểu trong tuần này. Các bạn đã biết là tuần vừa rồi đó chủ yếu là thị trường sôi động trở lại tại vì những gì được chia sẻ bởi chủ tịch John Powell. Nhưng mà tuần này đây chúng ta thấy được là hầu như không có tin tức nào lớn liên quan đến tình hình tài chính nói chung ở Hoa Kỳ nhưng mà lại có rất là nhiều diễn giả của Fed các bạn nhìn thấy được là thứ hai cũng có thứ ba cũng có thứ tư cũng có thứ năm cũng có thứ sáu cũng có ngày nào đó cũng có những cái quan chức của Fed phát biểu hết và cái mà chúng ta sẽ để ý xem coi là những người này đó họ có đồng tình với là chủ tịch John Powell hay là không tại vì các bạn đã thấy được là trong cuộc họp đó thì chủ tịch John Powell không muốn trả lời một câu hỏi đó chính là những người mà cùng họp với ông đó thì có đồng lòng là không có tăng lãi suất nữa hay là không thì chủ tịch John Powell chỉ nói là mọi người đều chú tâm đến là lãi suất bây giờ là đủ hay là chưa chứ không nghĩ đến chuyện khác nhưng mà chúng ta đã biết là khoảng chừng 3 tuần nữa đó thì chúng ta mới có văn bản hợp chính thức của và lúc đó chúng ta mới biết được là những gì mà chủ tịch John Powell nói có đúng hay là không. Tuy ông nói là sẽ không tăng lãi suất ở thời điểm này và thậm chí đó còn nghiêng về việc là một ngày nào đó sẽ cắt giảm lãi suất dẫn đến thị trường đã có cái sự sôi so động trở lại nghĩ là chúng ta vẫn có khả năng sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay mặc dù là tình hình cho thấy được là lạm phát bây giờ đã tăng trở lại 3 tháng liên tục rồi và chúng ta cũng đã thấy được là chủ tịch John Powell thì vẫn nghĩ là lạm phát đó, sẽ giảm trở lại nghĩa là cái mức lạm phát ở cuối năm sẽ thấp hơn cái mức bây giờ nghĩa là ông rất là lạc quan các bạn nhưng mà những người khác thì sao chúng ta sẽ biết trong tuần này khi mà họ bắt đầu phát biểu để xem coi là họ có đồng tình với là chủ tịch Trump hay là không tại vì đến cuối cùng khi mà họ họp đó thì những người này sẽ bỏ phiếu các bạn chứ không phải là một người ra quyết định hết Ông là chủ tịch nhưng mà bỏ phiếu về chính sách tiền tệ đó thì đến từ nhiều chủ tịch khác nhau. Nhưng mà ít ra một điều là mọi người ở trong cuộc họp tuần vừa rồi cũng đã quyết định là giảm tốc độ bán công trái phiếu và các bạn đã nhớ đó cũng coi như là một cái dấu hiệu thả lỏng trong tiền ở trong thị trường. Tuy là vẫn bán nhưng mà tốc độ sẽ thấp lại các bạn. Khi mà Fed bán công trái phiếu nghĩa là thu tiền vào thì có nghĩa là họ đã thả lỏng cái việc siết chặt. Nhưng mà chúng ta sẽ biết trong tuần này đó mọi người nghĩ sao. Và nói tới Bitcoin Spot ETF đó, thì các bạn đã nhìn thấy được là ngoại trừ ở Hoa Kỳ đó chúng ta đã có một cái dấu hiệu coi như lạc quan hơn vào cuối tuần. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là một trong những cái yếu tố khác trong tuần vừa qua khiến cho nhiều người thất vọng đó chính là liên quan đến Bitcoin và Ether Spot ETF ở Hồng Kông thì cái và cái khối lượng đã không được như là kỳ vọng nhưng mà thật ra đó các bạn có thể nhìn thấy được là sau vài ngày đó thì cái thống kê nó cũng không có phải là tệ đâu các bạn trong vòng 4 ngày giao dịch họ vẫn tích lũy thêm BTC tuy là tốc độ nó không có nhiều như là khi mà chúng ta thấy cái tốc độ tích lũy bởi những cái Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ nhưng mà vẫn tích lũy các bạn vẫn có còn đỡ hơn là không và không có dấu hiệu phân phối hiện bây giờ và chúng ta nhìn thấy được là cái quỹ lớn nhất đó chính là China AMC thì cái quỹ này lưu trữ đó đến cuối tuần là 2 2092 BTC và họ bắt đầu đó là chỉ có 1942 BTC mà thôi Tương đương với việc là họ đang lưu trữ là 131 triệu đô la BTC các bạn Không phải là con số nhỏ đâu Chúng ta nhìn thấy được là quỹ kế tiếp là Harvest thì cái quỹ này ra chúng ta nhìn thấy được là bắt đầu lưu trữ 995 BTC và kết thúc vào ngày thứ sáu là lưu trữ tổng cộng 1107 BTC là gần như 70 triệu các bạn và cái quỹ thứ ba đó chính là cái quỹ Borsera Husky thì các bạn nhìn thấy được cái quỹ này bắt đầu là 964 nhưng mà kết thúc là 1019 BTC nghĩa là khoảng 64 triệu các bạn thì chúng ta cũng phải cho những quỹ này có cái cơ hội tại vì các bạn đã nhớ là khi mà có Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ đó thì trong vòng 2 tuần đầu tiên hầu như chỉ có dòng tiền ra thôi các bạn tại vì chúng ta có cái lực bán từ Rayscale rất là nhiều của những ngày đầu tiên rồi sau đó cái lực mua mới áp ở lực bán các bạn và trong thời gian ngắn hạn đây các bạn đã nhớ những cái quỹ này nó có cái hiệu ứng đó chính là phóng đại lên gì đang xảy ra Cái như là một cái kính phóng đại vậy các bạn khi mà tình hình tốt thì dòng tiền vào sẽ càng nhiều hơn nữa tại vì chúng ta ngoại trừ ở trong thị trường spot thông thường còn có thị trường spot ETF và chúng ta cũng thấy được là khi mà tình hình không tốt đó thì cái dòng tiền ra cũng sẽ phóng đại lên như chúng ta đã nhìn thấy được vài ngày trong cái tuần trước đó khi chúng ta nói tới cái dòng tiền Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ khi mà chúng ta có rất nhiều ngày là màu đỏ như thế này nhưng mà dài hạn thì đây vẫn là điều tốt các bạn dài hạn thì đây vẫn là một cánh cửa để chúng ta có thêm tiền vào và một số tiền sợ lại và khi mà chúng ta thấy được là có những cái tiến triển như là có những công ty tư vấn đầu tư họ bắt đầu tham gia vào hay là chúng ta thấy được là những cái quỹ này được thêm vào những cái mô hình đầu tư như là mô hình đầu tư về hưu thì chúng ta sẽ thấy được là cái dòng tiền nó sẽ ổn định hơn và lâu dài hơn cái đó là chuyện sau này các bạn nhưng mà đây vẫn là một điều tốt dài hạn cho btc và chúng ta có thể nhìn thấy được là bây giờ đó thì hầu như danh sách những công ty lưu trữ Bitcoin rất là nhiều. Chúng ta thấy được là cái thông báo mới nhất đó chính là đến từ công ty có tên là Mercado Libre. Đây là cái nền tảng thương mại điện tử lớn nhất ở Mỹ Latin các bạn. Và họ đã thông báo với SEC là họ đang lưu trữ tổng cộng là 29 triệu đô la Bitcoin tính cho đến cuối quý 1 các bạn thì 29 triệu như bạn nói là cũng không phải là nhiều nhưng mà các bạn nên biết là những gì mà chúng ta nhận được đó chỉ là những công ty trên sàn chứng khoán tại vì họ có trách nhiệm phải thông báo là họ lưu trữ tài sản như thế nào tại vì cổ đông của họ đã cần được biết nhưng mà những công ty tư nhân đó mà không lên sàn chứng khoán thì các bạn thực sự không biết được họ lưu trữ bao nhiêu Bitcoin đâu. Quan tâm có thể là họ lưu trữ Bitcoin mà không thông báo với bất cứ ai hết. Các bạn đã nhớ là cái thông tin liên quan tới Reddit thì công ty Reddit đã lưu trữ Bitcoin và Ethereum một thời gian dài rồi. Nhưng mà họ không đề cập đến cho đến khi mà họ nộp đơn để lên sàn chứng khoán Hoa Kỳ thì chúng ta mới biết là họ có tài sản trong đó có crypto và các bạn thì được cái danh sách ngày càng dài hơn. Chúng ta có những công ty lớn như là MicroStrategy, chúng ta có Tesla, những công ty tư nhân mà họ tình nguyện thông báo chúng như chúng ta nói tới SpaceX thì cũng có ở đây. Và thêm vào đó, đó bây giờ chúng ta lại có thêm cái số lượng những công ty mà họ lưu trữ Bitcoin gián tiếp thông qua Bitcoin Spot ETF, cái số lượng đó đó ngày càng nhiều lên các bạn, chúng ta cũng đã nói tới những cái thông tin như là liên quan đến những cái quỹ của Hồng Kông mà họ lưu trữ Bitcoin Spot ETF cho công ty của họ lưu trữ bitcoin cho công ty đó càng ngày càng bình thường hóa hơn các bạn hầu như bây giờ thường cảm thấy đã là một điều nó không còn gì gọi là quá bất ngờ nữa mới đầu chúng ta có MicroStrategy, rồi chúng ta bắt đầu có tesla một số công ty khác thì mọi người đều sửng sốt các bạn wow bây giờ đó bitcoin đã được lưu trữ bởi công ty như là một tài sản nhưng mà càng ngày đã danh sách càng dài thì hầu như nó đã trở thành một cái gì đó rất bình thường rồi các bạn chúng ta có thể thấy công ty họ giữ tiền mặt hoặc có thể là mua cổ phiếu của những công ty khác hay là họ có thể lưu chữ vàng hay là họ có thể lưu chữ Bitcoin họ có nhiều sự lựa chọn khác nhau Bitcoin bây giờ đã, đã trở thành một cái sự lựa chọn cho những cái công ty khi mà họ muốn đa dạng hóa cái ngân khố của họ và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bật trong video ngày hôm nay đây thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là không ai khác hơn các bạn chính là đồng Tether và cái ví thần trên Telegram và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Tôi nghĩ là ai cũng biết đó, USDT chính là cái đồng stablecoin lớn nhất trên thị trường các bạn, thấp một trên thị trường. Và có thể nói là USDT đã ra đời đã làm thay đổi rất nhiều thứ tại vì trước đây đó chưa có stablecoin thì các bạn chỉ có Bitcoin và Ocoin mà thôi, sau này chúng ta có đồng stablecoin và bây giờ lớn nhất đó chính là đồng USDT. Và bây giờ đó thì USDT đang ra đa mắt trên mạng lưới thân với trải nghiệm đô la kỹ thuật số nhanh chóng và đơn giản bên trong cái ví của Telegram các bạn và như vậy đó thì đồng stablecoin lớn nhất trên thế giới sắp sửa có trên blockchain của thân cực nhanh và là một phần của cái ứng dụng nhắn tin lớn nhất trên thế giới mà nhiều bạn đã quen thuộc đó chính là Telegram thì cái việc tích hợp này đó sẽ đơn giản hóa các thanh toán ngang hàng P2P cho 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên Telegram ở trên toàn cầu cho phép họ quản lý, gửi và nhận USDT thông qua cái wallet trong Telegram và có ba điều thứ nhất đó các bạn có thể chuyển khoản miễn phí và ngay lập tức thứ hai các bạn chuyển khoản được gửi trực tiếp đến danh bạ của Telegram như là tin nhắn văn bản chứ không phải là dùng địa chỉ của ví tiền điện tử và thứ ba ví có trực tiếp trên Telegram nên không cần phải cài đặt ứng dụng nào khác hết và nhân dịp này đó thì Thân Foundation và Wallet đã cam kết để mà chờ cấp hàng triệu thân để khuyến khích khi mà USDT ra mắt trên mạng lưới thân để tham gia những chương trình này đó, thì bạn cần kích hoạt ví ở trên ứng dụng của Telegram. Thì chúng ta sẽ nói tới ba điều. Chương trình thứ nhất đó chính là chiến dịch có tổng giải thưởng khổng lồ tương đương với 30 triệu USD nhưng mà được trả bằng đồng thanh khoi. Người dùng đó thì gửi USDT vào ví trên Telegram có thể kiếm được lợi nhuận là 50% hàng năm như là APY trong 2 tuần đầu tiên sau đó ra hai tuần kế tiếp sẽ được nhận cái phần trăm là 25% APY chương trình thứ hai đó là tham gia thanh khoản thân và USDT thân sẽ bổ sung các ưu đãi trị giá là 30 triệu đô la bằng thân coin cho các cái pool thanh khoản thân và USDT trên các thân lớn như là Stonefi và DDoS ngoài ra đó thì các bạn có thể rút thân từ các sàn tập trung lớn như là OKX, Kucoin cool và Bybit hoàn toàn miễn phí khi bạn tham gia sử dụng cái ví này và đây là một trong những cái bước đi táo bạo nhằm hiện thực hóa tầm nhìn tiền điện tử ngang hàng hoàn toàn không qua trung gian được gói gọn trong một cái trải nghiệm đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nếu như bạn quan tâm nữa bạn có thể tìm hiểu cái ví của telegram và những chương trình ưu đại hấp dẫn này những thông tin chi tiết đó, thì nằm bên dưới video để các bạn có thể bấm vào để xem thêm thông tin và đây là thông điệp tính từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay chúng ta bây giờ sẽ tiếp tục những thông tin ở bật trong video này và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là đối với lại cái sự điều chỉnh gần đây đó, thì một điều tốt đó chính là các bạn nhìn thấy trên màn hình đây chính là funding rate các bạn. Thì funding rate như bạn cũng đã biết là hiểu đơn giản đó, đó chính là cái phí các bạn phải trả khi mà các bạn sử dụng futures. Cái mức trên là giữa futures và spot các bạn. Thì nói chung đó, chúng ta có thể nhìn thấy được là funding rate hiện bây giờ đã hầu như reset lại rồi. Chúng ta nhìn thấy được là ở mức 64.000 đô thì chúng ta trả trở về những cái thời điểm trước đó đó. 64.000 đô là những cái thời điểm như thế này các bạn. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là funding rate nó cao khi chúng ta nhìn thấy à, cái đường mà màu xanh bên dưới này nhưng mà bây giờ đó chúng ta trở về 64.000 đô nhưng mà funding rate nó đã thấp xuống rồi nói chung đó chính là tại vì chúng ta có nhiều lệnh đòn bẩy bị thanh lý thị trường nó đã có một cái sự reset lại các bạn cho nên funding rate mới giảm xuống như vậy và đây cũng là một cái dấu hiệu tốt nếu chúng ta muốn có một cái sự tăng trưởng bền vững tiếp tục chứ một sự tăng trưởng mà chúng ta có nhiều lệnh đòn bẩy đó thì cũng không phải bền vững lắm đâu và các bạn cũng nhìn thấy được điều này nó phản ảnh thông qua cái biểu đồ số lượng cây lệnh đòn bẩy đang được mở trên những sàn giao dịch bởi crypto coin thì các bạn nhìn thấy được đây là cái biểu đồ một tháng qua thì trong vòng một tháng qua các bạn nhìn thấy được là cái đường màu xanh này đó đã giảm xuống rồi có nghĩa là chúng ta nhìn thấy được là một tháng qua đã có khá nhiều lệnh đòn bẩy bị thanh lý dẫn đến những cái đợt mà long squeeze các bạn đã thấy được là giá xuống rất là nhanh tại vì nhiều lệnh long bị thanh lý dẫn đến là giá giảm dẫn đến là nhiều lệnh long bị thanh lý nữa và thêm vào đó các bạn cũng đang nhìn thấy là sau khi mà chúng ta có bitcoin Hai bình thì cho đến bây giờ chúng ta vẫn thấy là thợ đào đó vẫn tiếp tục hoạt động các bạn chúng ta cũng không có nghe tin tức gì lớn liên quan đến những cái thợ đào mặc dù là cái thu nhập của họ lại bị giảm đi phần nữa và chúng ta cũng thấy được là những cái thời đào đó họ đã bán khá nhiều vào đầu năm nay các bạn vào tháng 1, tháng 2 nhưng mà bắt đầu từ tháng 3 tới bây giờ đó thì rất rõ ràng là chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu xanh này đó đại diện cho cái lực bán trung bình của những thợ đào trong vòng 12 tháng qua đây là cái chỉ số mà crypto khoan gọi là minor position index hay là MPI thì hiểu đơn giản là khi mà cái đường màu xanh này đi lên trên và qua khỏi cái đường chấm chấm màu đỏ có nghĩa là trên căn bản là những thợ đào có cái dấu hiệu bán nhiều hơn trung bình 12 tháng qua và chúng ta thấy điều đó là không xảy ra sau khi mà covid hồi bình. Có nghĩa là những công ty đào họ đã có số tiền cần thiết khi mà họ bán vào tháng 1 tháng 2 của năm nay để có thể chờ đợi giá của Bitcoin tăng trưởng và thêm vào đó gần đây các bạn thấy được là mạng lưới Bitcoin cũng khá là bận rộn với những cái giao dịch như chúng ta đang nói tới cái giao thức run cũng đã dẫn đến mạng lưới Bitcoin có nhiều giao dịch hơn dẫn đến là những cái thợ đào họ có thể kiếm được một nguồn tiền khác nữa đó chính là phí giao dịch các bạn và chúng ta hãy nhìn vào phần trăm Bitcoin có lời bây giờ như thế nào dựa theo Classno các bạn Thì chúng ta cũng thấy được là giá có cái sự hồi phục nhanh thì nhiều bạn vui Nhưng mà ngược lại đó có một điều khi mà giá hồi phục nhanh đó, thì cái chỉ số phần trăm có lời dựa theo Classno cũng đã tăng trở lại rồi các bạn Hôm nay chúng ta ở mức là 87.91% Tuy là ai cũng muốn giá tăng nhanh trở lại các bạn làm cho thị trường sôi động hơn Nhưng mà sự thật đó, thường này nói nhiều lần rồi chúng ta muốn có một cái sự tức lũy nào đó bây giờ vẫn chưa xảy ra các bạn giá cả tư đề dao động nhưng mà các bạn thấy được là nó không có chịu đứng yên một mức nào hết để có một cái sự tích lũy tại vì chúng ta cần sự tích lũy để có thể chỉnh lại những cái chỉ số như thế này khi mà giá ở mức nào đó một cái thời gian dài thì các bạn nhìn thấy được là hàng ngày vẫn có những cái Bitcoin rời khỏi ví này qua cái ví khác thì làm như vậy sẽ dẫn đến là chỉ số này nó sẽ reset lại cho dù là giá cả không thay đổi nhiều nhưng mà chúng ta vẫn đang chờ đợi xem coi Bitcoin có muốn tích lũy hay là không Tới bây giờ đó thì giá hầu như tuần nào cũng rất là dao động các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là ngày hôm qua đó đã có một cái cuộc tranh luận. Cuộc tranh luận này đó là liên quan đến Bitcoin và vàng các bạn. Và đại diện cho đội Bitcoin đó thì chúng ta thấy được là tuốt bên tay trái chúng ta có Eric Voorhees thì Eric Vohis chính là chủ của ShapeShift trước đây các bạn một cái trang web các bạn dùng để mà đổi đồng này qua đồng kia và thu nhớ hình như là Eric Vohis cũng là người mà tạo ra Satoshi Dice trước đây thì chúng ta nhìn thấy được là kế bên ông đó chính là Anthony Samuji thì đây chính là chủ của Skybridge Capital các bạn thì hai người này đại diện cho đội của Bitcoin và chính giữa chính là ranoner các bạn Ranoiner thì là là người dẫn cái cuộc tranh luận này nhưng mà chúng ta nhìn thấy là đại diện cho đội vàng đó bên tay phải chúng ta thấy được không ai khác hơn đó chính là peter ship các bạn của ship go và chúng ta có tiến sĩ rubini thì trong cái cuộc tranh luận này đó nói chung những cái điểm mà họ nói đến cũng không gì gọi là bất ngờ đâu thì những bài nào mà theo dõi kênh này vài năm đó các bạn đã biết là hầu như chúng ta cũng đã nghe hết tất cả những lý do tại sao vàng tốt hơn bitcoin và bitcoin sẽ thất bại hay là chúng ta cũng nghe hết tất cả những lý do tại sao Bitcoin Khôi thành công như là thường thường hay chia sẻ hàng ngày với các bạn. Nếu như mà bạn tin Bitcoin thì nó có giá trị, nếu bạn không tin thì nó không có giá trị, đơn giản gì thôi. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết là bạn nghĩ gì không quan trọng, thôi nghĩ gì cũng không quan trọng, quan trọng là thị trường nghĩ gì. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy được là đây đã là lần thứ ba Eric Voorhees, người này là các bạn, người mà có áo màu trắng đó, đã tranh luận với lại Peter Schiff về giá trị của Bitcoin và vàng lần đầu tiên đó, vào tháng 12 năm 2013 lúc đó Bitcoin chỉ có 700 đô và vàng ở mức là 1.253 lần thứ hai là vào tháng 7 năm 2018 Bitcoin ở mức là 6.500 đô và vàng ở mức là 1.250 và lần thứ ba đó chính là mới chỉ xảy ra các bạn tháng 5 của năm nay và đương nhiên giá của Bitcoin đã là 63.000 đô vàng ở mức là 2.300 đô thì các bạn có thể nhìn vào lịch sử của giá và các bạn có thể đưa ra cái quyết định cho bản thân của mình trong đầu tư đó có một câu nói là Do you want to be right or do you want to make money? Có nghĩa là bạn muốn chứng minh là mình đúng hay là bạn muốn kiếm tiền. Thuận đó thì chỉ thích kiếm tiền mà thôi các bạn. Và thật ra đúng sai có quan trọng hay là không như cuộc tranh luận này đó thì đúng sai cũng không thay đổi được gì đâu các bạn. Không phải là một ai đó xem cuộc tranh luận này rồi đem bán hết địch kho của mình tại vì thấy leadership nói hay quá. Hay là ngược lại không ai mà đem vàng của mình bán rồi mua hết địch kho tại vì nghe Eric Voorhees trên căn bản những cuộc tranh luận này đó nó đối thường khiến cho Bitcoin ngày lại càng nổi tiếng hơn các bạn càng nhiều như cuộc tranh luận giữa Bitcoin và vàng thì nhiều người lại nghĩ là Bitcoin và vàng đó thì có thể so sánh được nó trở thành một cái gì đó trong tâm trí của người nghe các bạn và càng nhiều những cái cuộc tranh luận giữa Bitcoin và Internet thì nó lại càng khiến cho nhiều người đó có thể nghĩ Bitcoin ngang hàng với Internet Các bạn thấy được những cái cuộc tranh luận này đó, nó mang tính chất quảng bá rất là cao tại vì nó thu hút không chỉ riêng những người mà yêu thích Bitcoin mà những người mà không thích Bitcoin hay là không hiểu Bitcoin họ cũng muốn nghe dẫn đến có cái sự truyền bá cao hơn và nói thật trong vòng bao nhiêu năm qua thường trong thị trường thường này Thuận đã từng thấy rất nhiều người trước đây họ không thích Bitcoin nhưng mà sau này họ tìm hiểu họ lại tin tưởng Bitcoin còn cái số lượng người mà tin tưởng Bitcoin rồi sau đó họ quay lưng với Bitcoin họ nói là tôi không tin tưởng Bitcoin nữa không là bao nhiêu rồi các bạn hầu như là Thuận không biết ai trong cuộc đời của mình nghĩ như vậy hết có thể là có nhưng mà Thuận thì chưa bao giờ gặp và như đã thuận vừa chia sẻ với các bạn đó tranh luận nó cũng không có giải quyết được vấn đề gì đâu các bạn cái cuối cùng thì trường nghĩ gì mới là quan trọng cũng như là cái đoạn clip này đó thường cho chia sẻ quan chừng là hai phút mà thôi đây là cái đoạn clip từ buổi tranh luận của Eric Voorhees với lại Peter Schiff thì một cái thế giới mà dùng vàng để làm tiền tệ đó sẽ tốt hơn hệ thống bây giờ đó là điều mà được chia sẻ bởi Eric Voorhees nhưng mà thay vì ngồi chờ điều đó xảy ra đó thì thế giới nên có một cái sự lựa chọn khác trong kỷ nguyên kỹ thuật số không ai bắt buộc ai phải dùng Bitcoin cả và ai thích dùng thì dùng, ai không tin thì khỏi dùng. Anh không tin nó có giá trị cũng được nhưng mà thị trường không nghĩ vậy khi Bitcoin đã nằm trong top 10 tài sản dựa theo vốn hóa có tính thanh khoản cực cao. Đó chính là cái điều được chia sẻ với evohis và Thuận cảm thấy được là evohis giống như là nhiều người trong thị trường này nhiều năm các bạn. Thuận thì vẫn nhiệt quyết chia sẻ thông tin với các bạn hàng ngày nhưng mà thường chủ yếu là chia sẻ nhiều thường cảm thấy là thú vị và có giá trị mà thôi chứ còn thường cũng đã không còn hơi sức để mà thuyết phục ai đó hay là tranh luận với ai đó tại sao Bitcoin có giá trị trên căn bản đó thường không có quan tâm đến ai nghĩ gì về Bitcoin nữa các bạn thường chỉ quan tâm đến chia sẻ thông tin cung cấp giá trị cho những bạn nào mà thích và tin tưởng vào thị trường này mà thôi còn nếu như bạn không thích hay là không tin thì chúng ta không thuộc về nhau các bạn <laughs> như là thường đã chia sẻ rất nhiều lần rồi quan điểm của thuận là fan của Bitcoin chưa hẳn là bạn của thuận nhưng mà anti Bitcoin chắc chắn không phải là bạn của thuận rồi 30 seconds of his time Got to it. you. Okay. Uh, we we want to hear it. So. Okay. Um, first of all, a world in which gold was the money again would be a superior world to the status quo. I'll, I'll grant that. Uh, my primary concern is that the world has money that is derived out of market processes rather than out of coercive centralization of the state the latter is extremely an un-american and dangerous plague that has existed now since at least 1971 when the dollar became a fiat currency. anything that moves the world away from centralized control of money to market-based control of money is something that i would be in favor of. peter, i will praise you if you can get the world to accept gold again as a form of normal money. that would be great there are some other of us who don't wish to wait around for that and we actually think a decentralized form of money that you can send in a digital world has value and back in 2011 2012 2013 when we had our first debate i understand that like the burden of proof was on us we had to argue that it was a currency or that it was a money we had to make those statements because no one there's no one a no reason for anyone to believe us back then but it it's 2024 and this is a 1.2 trillion dollar asset one of the most liquid assets in the world one of the top 10 assets in the entire world by market cap i don't need to keep making the case that bitcoin is something the world believes it's something you can see why if you ever go try to send a transaction internationally with a bank and you do it with bitcoin on your phone anyone who's done those two things will see the value immediately immediately and i don't have to like defend it much right it's just it's just growing and it's an option there's no bitcoiner that would force either of you to ever use it And if you want to stay in the traditional financial system, go down with the Titanic, go for it. Many of us are choosing an alternative. I'm on the well, Voorhees well, life well, raft just so you know. Well, I'm not going down with the ship. Yeah. I... <laughs> Đây là cái sự chia sẻ đến từ El Voorhees. Nói thật, tôi cũng không có tin là Peter Shipp hay là Rubini hai người này thật sự là anti bitcoin rồi các bạn họ hoàn toàn có thể lui trừ rất nhiều bitcoin Peter Schiff đã biết tới bitcoin từ năm 2011 rồi các bạn và đã là một trong những cái tiếng nói đầu tiên chống lại bitcoin từ lúc đó tới bây giờ các bạn nghĩ là Peter Schiff có mua hay là không các bạn tại sao ông lại dùng nhiều thời gian để mà chống đối bitcoin như vậy nếu như mà ông nghĩ bitcoin đó lúc đó là không có giá trị gì hết và sẽ sụp đổ thứ nhất là ông bán vàng thứ hai nữa tại vì ông hiểu bản chất của bitcoin rất là khó để mình sụp đổ và mỗi một năm trôi qua mỗi một ngày trôi qua thì mạng lưới càng vững chắc hơn và mỗi một ngày trôi qua thì bitcoin càng là một phần của thế giới này các bạn cái đó, đó là điều chúng ta đã thấy hàng ngày rồi bây giờ chúng ta nói tới quốc gia tức lũy bitcoin các bạn có biết cái suy nghĩ đó nó điên rồi từ cỡ nào nếu như mà thuận nói với các bạn năm 2017 đó khi mà được thành lập cái kênh này là trong vòng vài năm thôi thuận không nói là 10 năm 20 năm trong vòng vài năm thôi chúng ta bắt đầu nghe những cái quỹ đầu tư ở phố Wall chúng ta bắt đầu nghe những quốc gia họ lưu trữ bitcoin đó là một cái suy nghĩ đó mà người ta sẽ nói là điên rồ lúc đó các bạn nhưng mà chỉ trong vòng vài năm thôi điều đó đã xảy ra rồi cái sự chấp nhận bitcoin đó nó đang tăng tốc lên chúng ta còn một số thông tin khác cũng rất là thú vị các bạn trước khi chúng ta cùng nhau chung bình giá cho tuần này thì các bạn có thể nhìn thấy được là CEO của Ripple đó, Brad Gallinghouse thì ông cũng đã nói là đối với ông đó thì Ether không phải là chứng khoán và XRP thì cũng không phải là chứng khoán và SEC đã hoàn toàn sai lầm và ông cũng gọi Gary Gensler là một con người vô đạo đức các bạn <laughs> nói chung thì Ripple CEO Brad Gallinghouse không phải là fan của Gary Gensler nhất là sau khi mà Gary đã vui dập XRP trong vòng 2-3 năm qua và Fox Business News Eleanor Tourette cũng đã chia sẻ là Quỹ ban dịch vụ tài chính Hạ Viện đang lên lịch để mà triệu tập chủ tịch SEC đến quốc hội để mà dự buổi điều trần. Ngày tháng thì vẫn chưa được quyết định các bạn nhưng mà nói chung thì chủ tịch Quỹ ban dịch vụ tài chính Hạ Viện là Patrick McHenry cũng đã khá là phẫn nộ tại vì trước quốc hội đó thì Gail Gasser không có nói là SEC đang điều tra Ethereum và muốn phân loại Ether để chứng khoán nhưng mà sau lưng đó thì lại đi điều tra và đã có quyết định đó rồi dẫn đến là quỹ ban điều tài chính hạ viện cảm thấy được là Gail sự đang qua mặt quốc hội thì ngày tháng mới chưa biết nhưng mà nếu như mà có ngày tháng rồi đó thì đó sẽ là một cái ngày cực kỳ sơ so động của quốc hội đó các bạn các bạn đã biết là giữa Chủ tịch Patrick Henry và Gail Gansler thì hai bên đã có nhiều hiềm khích trước đây rồi và chúng ta cũng thấy được là bây giờ đó hợp đồng tương lai đã mở cửa Hoa Kỳ thì chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số bây giờ thì nó cũng không có thay đổi nhiều các bạn sau cái sự hồi phục ngày thứ sáu và ngày thứ năm thì ngày hôm nay đó cả ba chỉ số future thì không thay đổi nhiều, chúng ta phải chờ cho đến sáng mai khi mà chứng khoán mở cửa mới biết được tình hình như thế nào. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của vàng đó thì cũng như vậy các bạn ở mức là bảy đô cho một ounce vàng. Còn về hợp đồng của dầu đó thì vẫn dưới 80 đô, 78 đô 43 cent cho một thùng dầu. Và chúng ta cũng đã nói đến cái thông tin liên quan đến những sự kiện tuần này rồi thường sẽ không chia sẻ lại và chúng ta cũng có một cái cuộc họp thú vị ngày hôm qua đó chính là cuộc họp hàng năm của Berkshire Hathaway do Warren Buffett chú trì đã diễn ra và một số điểm nổi bật thường muốn chia sẻ với các bạn tại vì thông biết là nhiều bạn xem kênh này đó cũng quan tâm đến chứng khoán và đặc biệt quan tâm đến Berkshire Hathaway và Warren Buffett thì một số điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn là thứ nhất đây là cuộc họp đầu tiên mà không có Charlie Munger các bạn vì ông qua đời vào năm 2023 ở tuổi thứ 99 Điều mà nhiều người quan tâm tới ngày hôm qua đó Là tổng số tiền mặt của Berkshire Hathaway Đã tăng mức kỷ lục Là 188 tỷ rồi các bạn Nhiều người đó thì đang đồn là Warren Buffett đang lưu trữ nhiều tầng mặt tại vì ông chuẩn bị cho một sự sụp đổ của thị trường. Nhưng mà nếu như mà nhìn vào cái vị thế tiền mặt của Berkshire Hathaway đó các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được là theo năm tháng đó thậm chí trong thời kỳ bull market thì nó vẫn tiếp tục tăng. Việc tăng vị thế tiền mặt đó có thể là kết quả của việc khó khăn trong phân phối vốn vì Berkshire có nhiều hạn chế trong đầu tư. Họ thường tránh xa các công ty công nghệ và các công ty mới. Họ cũng không đầu tư vàng các bạn tại vì Warren Buffett nghĩ vàng không có giá trị gì hết. Và tất nhiên ông cũng nghĩ là crypto không có giá trị gì. Và trong thời kỳ khủng hoảng đó họ đã sử dụng một phần tiền mặt để mua cổ phiếu. Nhưng mà điều này đó chủ yếu là để tận dụng cơ hội chứ không phải là họ biết suy thái đến đâu trong cuộc họp đó thì Warren Buffett cũng đã đề cập đến là trên căn bản đó ngay cả là Fed có tăng lãi suất nữa hay là không ông còn không biết thì làm sao ông biết được là khi nào có suy thoái tài chính các bạn nhìn thấy được đây là cái biểu đồ mà nhiều người đã nói tới từ hôm qua tới bây giờ khi chúng ta nhìn thấy được một trong những công ty lớn mà họ lưu trữ nhiều tiền mặt tới như vậy một trong những công ty đầu tư mà họ không đầu tư mà lưu trữ nhiều tiền mặt thì có phải dẫn đến là nhiều người lo lắng hay là không một điều mình thường muốn chỉ ra được đó là đây là cái biểu đồ mà họ tính luôn cái số lượng tiền mà đang đầu tư vào công trái phiếu tại vì uh, cái số lượng đó thì vẫn kiếm được lời thì có một khả năng lại gần đây để chúng ta nhìn thấy được là lãi suất tăng thì cái tiền lời từ công trái phiếu cũng đã tăng lên nhưng mà mọi người lo lắng là khi mà nhìn vào số lượng tiền được lưu trữ bởi bớt sợ họ tôi bị nhiều như vậy thì có phải là ông đã biết gì sắp sửa có suy thoái hay không? Thì như nên vừa chia sẻ với các bạn đó nếu chúng ta nhìn vào lịch sử thì trên căn bản đó cái số lượng tiền mặt thì tăng theo thời gian, tại vì vốn hóa của Berkshire Hathaway cũng tăng theo thời gian các bạn, nó là một phần của vốn hóa và chúng ta cũng thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào những cái thời điểm giống như năm 2008 đi khủng hoảng lúc đó hay là năm 2000 khủng hoảng lúc đó hay là chúng ta nhìn thấy được là năm 2020 khi mà có dịch bệnh xảy ra đó thì chúng ta cũng có những cái thời gian ngắn khi mà tiền mặt giảm xuống như là ông đã dùng tiền mặt để mà đầu tư thì nhiều người cho đó có thể là ông biết trước là suy thoái nhưng mà nghĩ cách khác đó trên căn bản tại vì công ty lưu trữ nhiều tiền mặt khi mà giá giảm đó thì đây là cơ hội để mà đầu tư cho nên chúng ta mới có hiện tượng này mà thôi các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ là Warren Buffett lưu trữ nhiều tiền mặt tại vì ông nghĩ sắp sửa có suy thoái hay là như thế nào? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Nhưng mà có thể là tại vì cái công ty này đó, họ có vốn hóa lớn cho nên đầu tư cũng không thể là dễ đâu các bạn. Nó không giống như là công ty Tesla hay là chúng ta nói tới những công ty kia. Khi mà họ có tiền mặt đó thì tiền mặt đó họ có thể dùng để mà nghiên cứu hay là có thể dùng để mà đầu tư mở thêm công xưởng để mà sản xuất thêm xe hay là nhiều thứ khác các bạn. Đây là một công ty đầu tư thì khi mà chúng ta có nhiều tiền đầu tư rồi đó thì rất là khó để mà phân phối làm sao cho nó hợp lý và mang đến lợi nhuận cho nên công ty của Warren Buffett thì thường xuyên lưu trữ rất là nhiều tiền mặt các bạn và trên căn bản công ty của Warren Buffett thì như thường đã chia sẻ họ cũng hạn chế trong cái công ty mà họ lựa chọn để mà đầu tư và nhất là những công ty công nghệ những công ty mới đó, thì họ không được châm vốn vào các bạn nhưng mà cho dù là có nhiều tiền mặt như vậy đó, thì nhiều người cũng hỏi là Wow nhiều tiền mặt như vậy tại sao họ lại không trả cổ tức cho những cổ đông thì Warren Buffett nói là ông có thể đang chờ đợi để mà đầu tư khi mà có cơ hội hoặc là ông có thể dùng số tiền này để mà mở một chương trình mua lại cổ phiếu đó cũng là một cách để mà trả vốn cho cổ đông thay vì trả cổ tức có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là thay vì là trả cổ tức như là chia lợi nhuận từ công ty thì ông nghĩ là một cách khác nữa ông có thể là dùng tiền này lên trên thị trường để mà mua cổ phiếu của công ty Berkshire Hathaway làm như vậy cổ phiếu sẽ tăng giá và những nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu lên trên thị trường và thu về vốn và lời của họ đó cũng là một cách và kế đó đó thì các bạn nhìn thấy được là trong quý thứ hai liên tiếp công ty Berkshire Hathaway đã giảm lượng cổ phiếu Apple Bây giờ đó cái phần lớn nhất họ lưu trữ chính là cổ phiếu Apple các bạn và trong quý 4 đó họ đã bán khoảng 10 triệu cổ phiếu Apple thì khoảng chừng là 1% của cái số lượng cổ phiếu Apple mà họ lưu trữ rất là nhiều. Nhưng mà sau đó đó trong quý 1 mới đây họ lại bán thêm con số là hơn 11 lần các bạn, 116 triệu cổ phiếu. Và Warren nói đó là ông tin rằng thuế sẽ tăng lên trong tương lai, nghĩa là các bạn khi mà đầu tư có lợi đó thì các bạn bán thì phải đóng thuế. Thì ông tin là cái thuế đó nó sẽ tăng lên trong tương lai tới đây để mà bù vào cái khoản mà thâm hụt ngân sách của chính phủ cho nên ông quyết định là bán bây giờ thay vì là đợi sau này mới bán. Các bạn có thể nhìn thấy được là Warren Buffett cũng đã nói là lừa đảo trí tuệ nhân tạo có thể là một ngành công nghiệp tăng trưởng lớn tiếp theo. So sánh trí tuệ nhân tạo như là vũ khí hạt nhân các bạn và ông nói đó là ông không biết gì về trí tuệ nhân tạo nhưng mà kể lại một trường hợp gần đây khi mà hình ảnh của ông nó được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo và ông lo lắng về cái công nghệ này có thể tạo ra hình ảnh và tiếng nói để mà lương gạt người khác. Và điều kế tiếp đó thì Warren Buffett nói là cái ngành mà ông quan tâm đến đó chính là năng lượng tái tạo, nhưng mà ông cần thêm thời gian để mà tìm hiểu và công nghệ này cần thời gian để mà phát triển. Cái đó đó thì Warren Buffett đã khẳng định ông và ngay cả Charlie Munger quá cố chắc chắn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đầu tư. Và ông nói là chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và điều chúng tôi thật sự hối tiếc là bỏ lỡ một cái gì đó rất lớn nhưng mà chúng tôi không biết được tương lai cho nên không thể nào mà đoán đúng được khi mà nhìn vào những công ty tại vì các bạn thấy được là những công ty mà ông đã từng bỏ lợi rất lớn đó chính là Amazon rồi tới Google ngay cả Tesla các bạn Charlie Munger đó trước đây khi mà gặp uh, Elon Musk thì cũng đã nói với Elon Musk là Tesla đó công ty này sẽ thất bại cho nên uh, không cần phải làm nữa nhưng mà tôi cuối cùng các bạn thấy được là Tesla đã trở thành một công ty rất là lớn và Warren Buffett thì cho biết là ông đã cắt lỗ toàn bộ cổ phần của Paramount Global và đây là lỗi của ông và ông đã cắt lỗ cái phần này rồi. Warren Buffett thì cũng ca ngợi chủ tịch Fed John Powell về công việc điều hành nền kinh tế trong những năm qua. Và cái điều cuối cùng ông nói đến đó chính là ông hy vọng là ông có thể đến được cuộc họp cổ đông vào năm sau. Tại vì năm nay đó ông đã 93 tuổi rồi các bạn. Các bạn đã biết là Charlie Munger đó thì cũng đã ra đi vào tuổi 99. Thì năm nay đó ông đã 93 tuổi rồi. Và những nhà đầu tư đó thì họ đang lo lắng nếu như mà không còn ông nữa thì công ty này sẽ ra sao. Tại vì ông đó là cái khuôn mặt đại diện ai cũng biết tới các bạn. Thì ông cũng đã chứng an những nhà đầu tư đó là đã có một kế hoạch kế thừa nếu như mà ông gặp mệnh hệ gì. Và lần đầu tiên tiết lộ đó là Greg Apple, người mà ngồi chung với ông trong đợt này. Người kế nhiệm của ông đó sẽ là người mà ra quyết định đầu tư sau này. Và một điều thú vị đó là không giống như những cuộc họp cổ đông hàng năm trước thì chúng ta thấy được là trước đây đã hàng năm khi một cuộc họp cổ đông thì Warren Buffett sẽ dành thời gian để mà chỉ trích Bitcoin và gọi crypto là không có giá trị hay là thuốc chuột những cái mà ông đã nói trước đây. Và những người mà đầu tư crypto đó là những kẻ ngu dốt. Lần này thì ông không muốn thảo luận về crypto nữa các bạn. Đó chính là những cái điểm nổi bật mà được chia sẻ trong cái cuộc họp vào ngày hôm qua của Berkshire Hathaway mà đang được nói đến rất nhiều ở trên những mạng xã hội cho nên tôi muốn dành thời gian để mà chia sẻ để các bạn nắm bắt được thông tin chúng ta cũng thấy được là có cái thống kê đến từ Radven các bạn đây là cái công ty mà họ chuyên về thông tin bất động sản đó thì cái thông tin này nó cũng cho thấy một cái hiện tượng khá là lo lắng các bạn khi mà chúng ta nhìn thấy được là họ đã hỏi tổng cộng là 2.995 người đang mướn nhà hay là đang sở hữu nhà thì trong số đó đó 1.494 người nói là đang gặp cái vấn đề khó khăn về việc trả tiền nhà cho dù là trả ngân hàng hay là trả tiền nhà cho chủ nhà thì trong cái số lượng 1.494 người đó đó thì các bạn thấy được là 34.5% nói là để có thể là có tiền để mà trả tiền nhà thì họ đã quyết định là không đi du lịch hay là đi du lịch ít hơn để tiết kiệm tiền. Có 22% nói là họ đã ra quyết định là họ sẽ chỉnh lại cái chế độ ăn uống để mà tiết kiệm tiền và các bạn nhìn thấy được là khoảng 20.7% nó nói là họ đã kiếm thêm việc làm họ đã làm thêm giờ để có tiền để mà trả tiền nhà và 20.6% nó nói là họ đã bán những cái vật dụng tùy thân của mình để mà có thêm tiền nếu như mà cái thống kê này từ Redfin là đúng đó 1494 người được hỏi trong gần như 3.000 người nói là đang gặp khó khăn và họ phải có những động thái như thế này thì tình hình thực sự là không được ổn lắm và không chỉ riêng ở hoa kỳ đâu các bạn thấy được là hoa kỳ là nền kinh tế lớn thứ nhất còn chúng ta thấy được là Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì và Trung Quốc thì vẫn đang tiếp tục bơm tiền để mà cứu nền kinh tế các bạn. Tại vì sau đại dịch thì họ gặp rất nhiều những khó khăn nhất là liên quan đến bất động sản ở Trung Quốc và chúng ta cũng tiếp tục nhìn thấy được là cái volume giao dịch bất động sản ở Trung Quốc đã giảm liên tục 2 năm rồi, giảm 46%. Thu nên không sống ở Trung Quốc nhưng mà nào mà biết thông tin thì thể comment ở bên dưới là tình hình bất động sản Trung Quốc bây giờ như thế nào, giá có còn tiếp tục hạ nữa hay là không và người ta có mua bán nhà nhiều hay là không dựa theo những thống kê như là cái này đến từ Apollo Capital đó thì chúng ta nhìn thấy được là người ta đã không mua bán nhà nhiều nữa khoảng chừng phân nửa cái volume cách đây 2 năm mà thôi chúng ta cũng có một cái thông tin uh, cuối tuần này có một cái cáo buộc ở trên mạng xã hội đó nói là sàn giao dịch Bitfinex đã bị hack rồi và kẻ tấn công đó đã công bố danh sách email người dùng để mà chứng minh là họ đã hát sang bị Phoenix. Như là có một ai đó nói là đã thành công hát được sang bị Phoenix và để chứng minh điều này, họ đã công bố một danh sách của những cái email người dùng và giám đốc điều hành của Tether, người cũng là giám đốc công nghệ của Bitfinex các bạn có thể đã nhớ sang bị Phoenix và công ty Tether đó là hai công ty đó là cùng một công ty mẹ đó chính là iFinex và cùng một nhóm người điều hành giám đốc điều hành của Tether cũng là giám đốc công nghệ của Bitfinex đã tuyên bố là thông báo này là giả nhưng mà ông vẫn đang điều tra chúng ta vẫn chưa biết sự thật thì Paulo Adorno đã nói là cái vụ việc hát cơ sở dữ liệu của Bitfinex có vẻ như là không có cơ sở dữ liệu mà hacker chia sẻ đó cái người mà họ nói họ đã hát thành công họ chia sẻ danh sách email thì chỉ có một ít điểm trùng khớp với người dùng của Bitfinex mà thôi và công ty đã không lưu trữ mật khẩu dưới dạng văn bản thuần có nghĩa là lưu chữ mật khẩu một cách mà không có bảo mật rồi các bạn thì Bitfinex nghi ngờ là dữ liệu này đến từ những cái vụ việc hát tiền điện tử trước đây do việc tái sử dụng thông tin đăng nhập là phổ biến có nghĩa là ông nói là trước đây có nhiều sàn đã từng bị hát rồi thì uh, các bạn thấy được là một người có thể đã có nhiều sàn và sử dụng cùng một email cho nên sàn khác bị hát thì họ lấy cái danh sách đó và họ nói là họ cũng đã hát sàn Bitfinex nhưng mà có thể là không đúng sự thật đó chỉ là danh sách của một vụ hát trước kia mà thôi và cái việc tái sử dụng thông tin đăng nhập là rất phổ biến không có bất kỳ dấu hiệu xâm phạm hệ thống nào được phát hiện và họ xác nhận là tất cả tiền đều an toàn hiện bây giờ tình hình thì vẫn đang được theo dõi chúng ta vẫn chưa biết thêm thông tin các bạn nhưng mà đó là những cái tin tức mới nhất liên quan tới Bitfinex chúng ta cũng có một cái tin tức đó liên quan tới Nigeria thì cái quốc gia này đối với lại crypto và Binance thì có rất nhiều những mâu thuẫn gần đây các bạn đã nhớ là đây là cái quốc gia mà họ nói là chính sàn Binance đã khiến cho đồng tiền quốc gia của họ ra thường nhớ là Nigeria Naira đồng tiền đó đã bị mất giá tại vì cái mức giá giao dịch ở trên Binance P2P đó thấp hơn mức giá trên thị trường dẫn đến đồng tiền này mất giá trong khi đồng tiền này nó mất giá nhiều năm rồi các bạn nhưng mà sau đó đó thì sàn Binance cũng đã ngưng cái phần P2P P2P ở Nigeria Rồi sau đó hai giám đốc của Binance đã bị bắt ở Nigeria Rồi họ đòi cái tiền bồi thường là 10 tỷ đô la Các bạn đã nhớ cái vụ này đó, nó rất là rắc rối Thì bây giờ đây, Nigeria đang cân nhắc là cấm giao dịch crypto Theo phương thức ngang hàng P2P do lo ngại về an ninh quốc gia Cái này là họ sẽ áp dụng với tất cả sàn chứ không phải riêng là Binance đâu Thì các bạn thấy được là ít nhất ba công ty fintech lớn ở Nigeria đã bắt đầu chặn các tài khoản liên quan đến P2P và báo các, các giao dịch peer to peer cho cơ quan thực thi pháp luật chúng ta cũng có một cái thông tin một cuộc bỏ phiếu các bạn đến từ george hoskinson của Cardano thì không biết vì lý do gì ông lại nói là mọi người bỏ phiếu xem coi là có nên tích hợp mạng lưới bitcoin cash với lại mạng lưới của Cardano hay là không và nó sẽ trở thành một cái gọi là partner chain có nghĩa là một cái chain đối tác các bạn thì trên căn bản ông chỉ nói bao nhiêu đó mà thôi chứ còn chi tiết như thế nào chúng ta cũng không biết nhưng mà các bạn nhìn thấy được là 66.3% nghĩa là 2 phần 3 của số lượng người bỏ phiếu đó đã trả lời là yes nên tích hợp mạng lưới Bitcoin Cash với lại Cardano tôi cảm thấy cái sự lựa chọn của Bitcoin Cash cũng khá là thú vị các bạn nhưng mà chúng ta chưa biết thêm thông tin và làm cách nào để mà tích hợp được trong khi Bitcoin Cash là một mạng lưới Proof Work các bạn chúng ta cũng thấy được là Coinbase thì cũng đã có một cái cuộc kiện mới đây là cuộc kiện chống lại Coinbase tập thể đến từ một số những nhà đầu tư nói chung đó thì có thể là họ đang đầu tư thua lỗ các bạn thì họ nói là những đồng Solana, Polygon, Near, Decentraland, Algo, Uniswap, Tezos và Stellar Lumens những đồng này là những cái đồng mà được liệt là chứng khoán bởi SEC vì lý do đó Coinbase đã cung cấp chứng khoán chưa đăng ký trên nên hội đồng bồi thường các bạn những cái vụ này cũng không đi đến đâu đâu và cái phần cuối cùng của video này chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá account demo ở trên con mà chúng ta đã cùng nhau tạo vào tháng 4 của năm 2022 thì cho đến thời điểm bây giờ đó cho dù chúng ta đã trải qua một hai tuần có sự điều chỉnh là khoảng chừng hơn 20% nhiều bạn lo lắng nhưng mà trên căn bản chúng ta vẫn đang gồng lại cái account này là 106% các bạn đây chính là một trong những cái mà trung bình giá có thể mang lại đó chính là cái sự ổn định tâm lý các bạn tại vì trong thời gian 2 năm qua đó thì chúng ta trung bình giá cái mức trung bình chúng ta mua đối với lại Bitcoin đó là 27.377 đô và đối với lại Ether là 1.780 đô thì hiện bây giờ chúng ta vẫn đang gồng lãi cho dù trong thời gian ngắn hạn có một cái sự điều chỉnh khiến cho nhiều người lo lắng nhưng mà cái tâm lý khi các bạn đầu tư chung bình giá nó sẽ ổn định hơn đương nhiên chung bình giá nó không phù hợp với tất cả mọi người nó đòi hỏi các bạn phải có một cái kỷ luật cũng như là có một cái nguồn tiền để mà chung bình giá thường là các bạn phải có nguồn tiền đến từ thu nhập để có thể chung bình giá dài hạn được và các bạn phải lựa chọn tài sản mà các bạn tin tưởng dài hạn để mà chung bình giá nhưng mà những ai mà theo đuổi được thì các bạn có thể có được những cái lợi nhuận và cái phần trăm đó các bạn nên biết như là chia sẻ hàng tuần cái phần trăm lợi nhuận khi các bạn trung bình giá dài hạn đó chính là cái phần trăm lợi nhuận của cả một danh mục đầu tư nó không phải là một phần hay là một cái lệnh nào đó mà cả một danh mục luôn của các bạn đó là một phần lớn hơn cho nên các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm đó áp dụng cho tất cả số tiền bạn có trong cái danh mục đầu tư này và các bạn nhìn thấy được là hôm nay đó thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục chung bình giá. À, chúng ta nhìn thấy được tính tới bây giờ đó thì trong vòng 2 năm qua chúng ta có cái phần lãi Bitcoin là 134% và cái phần lãi Ethereum là 77% các bạn. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung bình giá cho tuần này. Thì hiện bây giờ đó giá của BTC là 64.141 thì mỗi tuần chúng ta chung mình giá 100 đô và bịt không 100 đô và Ether. Không cần biết là thế giới xảy ra chuyện gì, không cần biết là thị trường xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ đầu tư 100 đô mỗi tuần mà thôi. Và đó là kết quả các bạn đã nhìn thấy. Như 100 đô đó thì bây giờ chỉ có thể mua được 0.00155 BTC mà thôi. Tôi sẽ bấm submit thì coi như ta cũng đã chung mình giá xong cho tuần này và đối với lại Ether đó thì để thùng xem coi Ether bây giờ là 3145 thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được 0.0031 Ether mà thôi Tôi sẽ bấm submit Thì coi như chúng ta cũng đã thành công chung mình giá xong cho tuần này và chúng ta sẽ trở lại tuần sau để mà tiếp tục trung bình giá cho cao này và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu nhiều ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit OKX, XM, 4E, Binance, AliNex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn